Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi bạn đến với khám phá Run City và xin chúc bạn một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá về sự kiện Back to Back Empower nha các bạn. Nhiều bạn thì khi mà sự kiện này mới ra, chúng ta chưa biết đây là sự kiện gì. Và nói chung thì có nhiều bạn chúng ta cảm thấy tiếc vì nếu như chúng ta không biết là đang có một cái sự kiện gì đang diễn ra, liệu có thuộc về chúng ta không, liệu có giúp cho chúng ta một cái điều gì đó không, chúng ta không tận dụng được thì phải nói là rất là buồn phải không các bạn. Chính vì như vậy nên hôm nay mình sẽ làm một video để mà khám phá cũng như là giải đáp về sự kiện Back to Back Empower nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta có một số 2 ở giữa hai chữ Back, thì số 2 này không phải là to trong bảng chữ số mà là chữ to. Trong việc là back to back, chúng ta quay lại với một điều gì đó các bạn. Ở đây là empower, quay lại với việc chúng ta nâng sao. Và chúng ta có một cái bức hình nhìn cũng khá là nguy hiểm các bạn ạ. Về một chú rồng mà chúng ta có tới tận là 5 sao tăng tiến, gọi là level max, và tăng tiến máu cũng như là tăng tiến đam. Bên cạnh thì có một chú rồng rất là hâm mộ với đôi mắt, nói chung là tràn ngập trái tim các bạn ạ. Tuy nhiên gọi là khi mà mình mới nhìn thấy sự kiện đầu tiên, chưa cần biết, chưa cần đọc gọi là rõ những cái thông tin thế nào, thì chúng ta thấy một cái gọi là ký hiệu phần trăm màu đỏ đỏ mà có gọi là phần trăm ở đây, là mình cảm thấy là hơi đáng ngại đó các bạn. Vậy thì bây giờ để mà làm rõ sự kiện này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần liên quan, đó là phần chúng ta empower nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta xác định một điều, đó là trong cái sự kiện này không phải là sự kiện có thể giúp cho chúng ta là bù off vào full giới hạn nha các bạn. Các bạn có thể thấy là lượng off của mình rất là nhiều, nhưng chúng ta không có bù được. Chỉ có sự kiện là empower happy out thì chúng ta mới có thể là bù off full giới hạn thôi các bạn ạ. Vậy nên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về việc chúng ta gọi là trong thời điểm mà mình empower thì mình có được là empower 2 lần không? Có được cái gì gọi là ghê gớm hơn bình thường không? Có sự kiện mà. Thì bây giờ mình sẽ chọn vào một chú rồng empower mình muốn gọi là nâng sao lên như bình thường nha các bạn. Ở đây thì có lẽ các bạn chúng ta cũng đang có một cái sự chờ đợi về chú rồng thủy thần thủ lĩnh clan 9 của chúng ta. Vì vậy nên mình sẽ chọn thủ lĩnh clan 9 để mà chúng ta test thử việc chúng ta gọi là empower xem có điều gì khác thường không nha. Có phải là thời gian chúng ta gọi là được giảm xuống không? Trời ơi, vẫn là 2 ngày. Thì đây cũng không phải là sự kiện giúp chúng ta có thể là empower nhanh hơn nha các bạn. Và bây giờ thì còn một cái nghi vấn cuối cùng các bạn ạ, là liệu mà khi chúng ta xong cái gọi là empower này, chúng ta có cơ hội để mà được gọi là empower lần nữa mà gọi là phải free không? Hay là gọi là empower liên tục mà không cần phải skip game ở lần 2 không? Thì câu trả lời sẽ có sau đây các bạn ạ. Và tất nhiên là 48 game phải ra đi cho gọi là thí nghiệm chúng ta các bạn ạ. Rồi ok. Thì trong sự kiện này, khi mà các bạn chúng ta gọi là empower cho một chú rồng nào đó như bình thường, những cái khâu thao tác của ta vẫn như bình thường nha các bạn. Thì khi mà các bạn kết thúc quá trình mà các bạn chúng ta nâng sao cho chú rồng đó, thì khi mà có sự kiện Back to Back này, chúng ta sẽ có cơ hội được một lần nữa là cho chú rồng ấy lên thẳng sao luôn các bạn ạ. Nhưng đấy các bạn, đây rồi, only now, Back to Back rồi empower. Các bạn có muốn gọi là chúng ta muốn lên thẳng á thì chúng ta phải gọi là bỏ xiềng ra nha các bạn. Không ngờ của ngày ta dùng đến chiếc kỹ này. Lắp chặt 20.000, băng phồn đồng nhép. Thành công. Sức mạnh tăng lên gấp 1.000 lần. Đấy, vậy thì chúng ta có thể là kết luận được đây hoàn toàn là một sự kiện mà nói chung là kiểu như là không dành cho chúng ta rồi các bạn ạ. Và cũng như nếu như các bạn chúng ta để ý thì con số gọi là giá để mà chúng ta empower
cho lần tiếp theo sẽ không có rẻ đâu các bạn ạ. Thậm chí là thực sự là còn rất là đắt luôn các bạn ạ. Cho nên là kể cả những bạn nào mà chúng ta có gọi là nạp tiền vào thì chúng ta cũng gọi là phải suy nghĩ thật là kỹ nha. Tại vì với những cái mức giá thì nó không hề rẻ đâu các bạn. Đây là mình chỉ mới 1 sao lên 2 sao thôi nha các bạn. Còn những cái trường hợp mà phía cuối thì mới gọi là một cái tầm rất là ghê luôn các bạn ạ. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi nha. Thì ở đây chúng ta cũng có xem như là một cái tính năng bình thường đi. Ví dụ như là khi chúng ta gọi là lên cấp, khi chúng ta làm một cái điều gì đó mà chúng ta mở khóa một cái gì mới thì sẽ có những cái gói offer các bạn ạ. Đấy, gói offer. Nhưng mà tất nhiên rồi, thao tác thì từ chối offer các bạn ạ. Kể cả những chú rồng gọi là nhỏ nhỏ dưới đây chúng ta cũng có giá luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử chú rồng này nha. Chú rồng này là với việc là chúng ta sẽ nâng lên 4 sao. Ok, thời gian nâng thì tất nhiên nó sẽ gọi là thấp hơn so với chú rồng khi nãy, nhưng mà cũng đi hai tấm game của mình các bạn ạ. Ok, chỉ cần các bạn là like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho mình là được rồi. Đấy, không có tiếc game đâu các bạn ạ. Game thì chúng ta có là tự kiếm lại được, nhưng mà những cái video mà chúng ta khám phá mà giải đáp như thế này thì chắc chắn sẽ gọi là giúp cho nhiều bạn. Và có nhiều bạn thì chúng ta tất nhiên chúng ta không tham gia sự kiện này rồi, nhưng mà chúng ta cũng biết để mà đỡ tiếc các bạn. Cũng phải đỡ thắc mắc nha. Quá chuẩn luôn. Rồi, chúng ta finish xong 28 game rồi là bay luôn. Giờ thì chúng ta sẽ được gọi là cưỡi chú khủng long này lên 5 sao các bạn ạ. Với một chú rồng cấp C và từ gọi là level 4 sao lên 5 sao thì có được là vào bách chu bách không? Trời ơi các bạn ạ. Vào bách chu bách và nói chung là với cái mức giá cũng tương tự chú rồng khi nãy các bạn ạ. Only now, trời ơi, only now thôi, không có cơ hội lần thứ hai đâu. Mau gọi là mua đi, trời ơi, giới hạn đấy, offer đấy. Trời ơi, không biết sao luôn các bạn ạ, chứ mà chắc chắn là chúng ta không mua rồi đó. Rồi, thì các bạn cũng thấy mà một cái gọi là ví dụ mà nó vui tính và nó dễ thương hơn nữa các bạn. Chúng ta thử tìm đến một chú rồng Terra nha các bạn. Chú rồng rẻ nhất mà gọi là phổ biến free nhất đến cho mọi người, giá trị cực cao. Nhưng mà để xem gọi là trong quá trình chúng ta empower thì việc mà chúng ta quy đổi bằng tiền thì sẽ được bao nhiêu nha các bạn. Thực sự thì chú rồng này kiểu như là chú rồng gọi là free đến mọi nhà và một cái biểu tượng của sự cày chay bền vững bao nhiêu lâu nay các bạn. Cày chay có được nữa không? Trời ơi, lên sao đi nào. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử là chú rồng Terra sẽ có gọi là diện mạo như thế nào nha các bạn. Trời ơi. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Giá trị của một chú rồng gọi là Terra á, mà chúng ta muốn lên gọi là từ 1 sao lên 2 sao á, cũng phải 100 gọi lên 9000 lần đó. Ôi ôi, vậy chi bằng gọi là mình đem phân tách mảnh của chú rồng gọi là Terra các bạn, mình bán lại cho nhà phát hành, mình chỉ bán có 50.000 thôi. Đấy, hoặc là mình bán lấy 20.000 thôi, rồi mình chịu lỗ gọi là gấp 5 lần luôn á. Thông minh lắm. Đấy, thì gọi là có được không? Đấy, thì các bạn có thể thấy là bởi vì thực sự mà nói là trong cái việc mà nhận gói offer đến từ nhà phát hành thì chúng ta sẽ không có một cái sự thống nhất theo cái cách vận hành game nha các bạn. Ít có sự thống nhất. Tại vì nếu như mà mua rồng bằng tiền thì vẫn có một vài chú rồng là chúng ta có thể mua, như là những chú rồng chúng ta mới ra thuộc dòng Kama, thuộc dòng gọi là đôi mắt kép mà phải là mạnh nha. Thì nếu như mà chúng ta tận dụng cái sự kiện này thì chỉ nên xài cho những chú rồng nào đó mà chúng ta rất là quý hiếm mà rất là không có mạnh nha các bạn. Ví dụ như là chú rồng này là hai Corrupted Time Dragon. Tuy nhiên, một điều mà như các bạn đã thấy rồi, đó là khi mà các bạn muốn tăng giá trị của chú rồng 2 Corrupted Time này lên, nếu các bạn chúng ta gọi là nâng sao ở mốc là 3-4 sao hoặc là lên 5 sao đi, thì mức giá mà các bạn phải bỏ ra nó rất là chát các bạn ạ. Chứ không phải là dễ dàng mà ăn được của ngoại đâu. Emotional damage. Còn nếu trường hợp mà các bạn chỉ muốn nâng lên 1-2 sao thì giờ các bạn đã nâng lên 1 sao rồi, các bạn muốn nâng lên 2 sao là đầu tiên các bạn sẽ có lợi thế nhất thời. Nhưng về lâu về dài thì cũng không so bì được với những chú rồng khác khi mà những rồng đó có cơ hội dễ lên là sao hơn nha các bạn. A few moments later. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ chọn một chú rồng đó, ví dụ như là Mobius đi, mà chúng ta gọi là nâng sao từ 1 sao lên 2 sao.
thì gọi là giá trị tiền chúng ta sẽ nhiều hơn. Đây sẽ là pha cuối cùng luôn nha các bạn, pha cuối cùng luôn rồi đó. Cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Rồi, và khi mà chúng ta cho chú rồng này lên gọi là Empower từ 1 sao lên 2 sao, và chúng ta sẽ có Offer từ 2 sao lên 3 sao, thì số tiền của chúng ta sẽ là 549. Và cứ như thế tiền chúng ta sẽ gia tăng tới một con số rất là chóng mặt các bạn ạ. Vậy là chúng ta đã có thể là có được những cái gọi là trải nghiệm cũng như là ứng dụng thực tế nhìn vào gọi là game bay đi mất các bạn. Trong đây là chỉ có gọi là số tiền có thể là ảo nhưng game mình bay mất là thiệt các bạn. Vậy nên chúng ta hãy nhớ là like, share và đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Đó sẽ là lần lượt để mình làm thêm nhiều video mới hay hơn. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.